vô số tiền đẹp quá. Trời ơi là trời ơi. Sắp nhà, sắp nhà mày rồi. Bây giờ mày làm cái gì ở trong vậy? Khách chê hay con đào chị? Chị vô nó bắt người chị quặng thấy mẹ luôn à. Trời. Hoài vậy má ơi. Bây giờ đây tiếp khách với má của con. Ê Thi, bà làm cà phê chòi, bà lựa hai con đào với mấy cái chòi quá chị. Trời ơi là trời, ông nội hai con đào bà xuống gác thượng ngục cho bà nội. Đây là đào VIP đó. Mộng chút, mộng chút. Chào gì sao hài đi. Chào đi ai chào. Ghê chưa. Ủa mà cái gì vậy trời. Nói nghe nè, con đào của chị tên là Mộng Trúc hả? Ừ. Dạ, ai mà đi với nó xong mộng du luôn á chị. Đây nè, đây nè. Em là mộng lần. Mộng, trời ơi. Sao nè? Gì? Lát chị làm móng chân cho nha. Chị lấy khóe bằng răng á em. Thôi thôi thôi, bà xin ra đi, ta làm ăn coi má ơi. Trời, bây giờ này mấy má trong xóm cho anh thủ đi bán vé lô tô đi kìa mấy má. Anh, vô đây xào khô 30 anh. Cái đó bây giờ trong trong xóm thì người ta đang làm lô tô cái vụ đã lát vô chồng ha. Bên em mới dịch dưỡng nó sao bùng bùng nó anh trai à, nha. Sao ơi gì, gì? À, 89 con á à. Dạ thì nhà bữa sau con đóng má má má. Ừ rồi chúng tôi quý vị, và bây giờ thì những trai xinh gái đẹp trong xóm em bắt đầu phục vụ cho quý vị đó nè. Mọi lá vé cho dòng loại này đó chính là ngân dạ 30.000 đồng cho giá trị giải thưởng đó là 5 phân vàng của quý vị nha. Đó ngày hôm nay chương trình lô tô của xóm em phục vụ quý vị với chủ đề là xóm bóng. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ giơ tay lên liền cho em nhớ thì nha. Dạ rồi thưa quý vị, và ngay từ bây giờ nhân viên chúng em đang rảo mời quý vị mình cùng tham dự như là tấm lá vé chờ lô tô chỉ có ôi trời chị. Trời biết bên đây khổ quá em ơi. Trời ơi, nói nghe nè chị Thi. Trời gì? Em nói thiệt chị đừng có giận em nha. Sao vậy gì? Cặp chân mày chị xăm rất là đẹp. Con quỷ cái thì nó xăm nè. Sao chị còn? Trời ơi, hèn chi mấy bữa nay tôi không có khách để tôi đi. Trời ơi là trời, nó xăm chân mày xong xui chăng hai cái bản lề vậy đó. Trời ơi, thêm bữa bà hả bà đưa hình cho tôi. Bà đưa cái lưỡi liềm tôi làm đi trang vậy bà đổi gì nó bà nội. Trời má ơi má, người ta đã cắt cỏ vậy ta cắt không kịp, tôi đưa cái lưỡi liềm ra. Má đi xăm lên cái chân mày à, chắc có bán lại cái lưỡi liềm của ta. Cái đó là bà phải giải thích rõ ràng đúng không? Dạ đây quý vị, dạ đây là người đẹp ô về quý vị. Người đẹp ô về đó. Giang điểm mà đậm đậm tôi ghét lắm. Vậy đó là cái thứ mà lố lăng ô về lắm. Người ta xăm thì là đúng rồi, hai con đào chị là như canh cửa một, còn cái xăm này là cầu nại hà. Trời cầu nại hà. Rồi quý vị ơi, trong đời này đó là 30.000 đồng cho một lá vé. Cô chú chị nào mình chưa có vé cứ cho ta lên liền cho em nha. Bây giờ là mỗi người một lá vé đi rồi tụi em sổ luôn để không để bị chờ đợi lâu ha. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều những tiết mục phía sau để phục vụ cho quý vị trong xóm của tụi em. Bên ai xóm tụi em là lên đồ ai là đẹp nhất trong xóm, ai đẹp nhất đồ đẹp nhất là lên đồ hết rồi đó quý vị. Đó bộ này của em là đẹp nhất luôn rồi thưa quý vị nha. Và đây là dòng đồ đặc biệt cho nên em xin phép được mời hai vị khán giả sẽ lên sân khấu để quay số dùm cho cảnh sát lô tô Hương Nam có được không quý vị ơi. Đó em mời hai người lên để có quà nhau vậy nha. Mình lên một người sẽ quay số, một người sẽ kiểm anh để tạo cái sự công bằng. Rồi gia đình anh màu đỏ, anh áo đỏ lên không anh? Dạ rồi ở ngoài sao á, rồi em mời anh chị gì ngoài sao đó ngay cột rồi lên đi đó quá quá. Ừ rồi dạ. Vé này những cái đẹp ơi. Rồi em mời một vị khán giả nó lên sân khấu giúp em được không ạ? Để chúng ta có thể là kiểm những cái băng ở đây thưa quý vị. Đây là quyền là rồi chị ừ lên đi anh. Rồi lên đây à, anh mua vé, anh mua vé. Rồi mình lên mình quay số giúp em nha. Rồi mời lên giùm em nha. Rồi nha, hai người mời lên luôn. Và cái bây giờ xin mời về chúng ta bắt đầu giờ số. Chúc quý vị xin được nghe may mắn. Xin chị đây mấy chị nó không thích gì ta. Cô xin chị đây quá. Trời ơi, Thi, Thi ở đây. Trời ơi. Trời ơi,
gì vậy trời? Trời ơi là trời ơi. Mày làm cái gì ở trong vậy? Khách chê hay con đào vậy? Chị vô nó bắt quỳ chị quẳng thấy mẹ luôn à. Trời ơi là cái ông nội này cũng khỏe vậy. Trời ơi trời, nè vô rớt phụ tùng tùm lum nè mẹ ơi. Trời ơi đã chơi vậy còn trả giá 30.000 sầu khô đó. Bà nội ơi, bà làm cà phê trời mà tôi tưởng đâu hai đứa vô nấu bò trong mà nó ủi gì thế sợ gì. Rồi kiểm tra lại có trên người còn đủ không? Phụ tùng một lon con tá có đủ không? Ra đây cái con mình ông bộ dư cái gì nha. Cái bộ thấy dư dư cái gì rồi đó. Ông nội lấy hai chiếc bi của thi gắn cái gì cha. Rồi mà cái giò sủi quý vị ơi. Cô số chị nam ấy chị đây có mấy chị đây này chị đây cô số chị đây cô số chị đây số chị nam mấy chị nam mấy chị đây rồi chắc cái bàn chơi mấy chị nam có mấy chị nam ấy chị nam cô số chị nam ấy chị nam đúa thắm như cửa sương ban mai là một chân ban ấy chỉ cần em bên người đôi khi một ngày đôi khi tìm nhau cùng bờ nhưng trong lòng em vẫn biết tình yêu trao ai còn người hai. Con 12 số đầu tiên con 12 đi con 12 đi con 12 đây con 12 con 12 con 12 số gì con số gì ra số gì đây rồi khi đắm say tình yêu mới con còn nhớ chuyện ngày qua và mình đón nàng sang bên anh còn nhớ khi mình đắm say 17 cô số chị ra nó mấy chị đây mấy chị đi cô mấy chị đây cô mấy chị ra trong căn nhà vắng tiếng chân nó có ma nó lú đầu ra làm em cây bát hồng có ba đầu gân tham gia cái đắng tên nó lú đầu ra làm em cứ giật mình lần đầu em gặp đầu gân đầu gân nó túi thật là thật nhiều thơm ngày là ngày vừa qua đầu gân nó với em thơm 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 húi mùi chung sinh con 29 số chị đây có mấy chị ra 29 con mời chị ra mời chị đây số chị đây con mời chị ra mấy chị đây mấy chị ra mỗi sáng tôi rất tân thể chỉ riêng mình ta hey khi tôi thấy tôi với chúng chị vừa qua ngày vui lại lên và con thấy tôi đang là thường ngày em từ sáng tôi chỉ thấy trái tim chia tay mình ta na con 13
không biết chị đây, biết chị đây, may chị đây. Chưa thôi bạn làm gì chờ anh thêm mấy em nữa. Chưa thôi bạn làm gì từ tim anh đã yêu em rồi. Hãy ngồi về cạnh phòng tặng em cô bé xinh xinh ơi. Để rồi lần rồi yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng. Sao không lỗi đêm ơi. Số một ơi, con số một, con số một. Số một có kinh chưa mà lòng kinh quá, lâu kinh quá có giờ lâu không giờ nghĩ lại coi cái đừng có những cái lòng có rung 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 quá, thôi hôm quá, rung 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 quá, xuống thì đây có mấy chị ra mấy chị ra, có mấy chị ra, ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu mà thương nhau, xa lạ cùng nhau cái nàng cười con 20 con 20 con 20 con 20 con 20 có kinh chưa anh ơi, chưa có kinh dò số tí không quá dò hiện tại coi có ai chờ hàng hai không, có ai chờ hàng hai không, sao lâu số chị ra mấy chị đi có hai chị ra hai chị ra hai chị đây ở làng bên con mong người con